Hello and welcome back to our lesson today. Xin chào đón tất cả các em quay trở lại lớp học tiếng Anh lớp 7 ngày hôm nay. Trước khi vào bài mới, cô vào phần warmer, phần khởi động. Okay. Match the race with the beaches. Now, look at the picture. Picture 1, 2, 3, 4. And fire. And some rate. 8. Don't use an old toothbrush. Đừng dùng bàn chải cũ. B. Brush your teeth regularly. Đánh răng thường xuyên. C. Don't eat much candy. Đừng ăn quá nhiều kẹo. D. Go to the dentist. Đi khám nha. E. Have a toothache. Bị đau răng. Chúng ta quan sát những bức hình và chúng ta nối với những cụm từ sao cho nó thích hợp. Now, picture 1. Have a toothache. Thì là hình ảnh một bạn bị đau răng. And picture 2. Brush your teeth regularly. Đây là hình ảnh một bạn đang đánh răng. 3. Go to the dentist. Một bạn đang đi khám răng. 4. Don't eat much candy. Đây là hành động một cô nàng không ăn quá nhiều kẹo ha các bạn. 5. Don't use an old toothbrush. Đừng dùng bàn chải cũ. Như vậy, qua hoạt động này, các em đoán thử xem hôm nay cô giới thiệu cho các em về bài học gì nào? Okay. We are going to learn a bad toothache. In Unit 10, Health and Hygiene, Big One. Hôm nay chúng ta tiếp tục học Unit 10, chủ đề Health and Hygiene, sức khỏe và vệ sinh. Bài học ngày hôm nay cô giới thiệu các em đó phần B, a bad toothache, một cái răng. Bị bệnh đau răng. Các em à, việc chăm sóc răng cũng hết sức quan trọng trong việc mình chăm sóc sức khỏe của bản thân và vệ sinh bản thân. Cô và các em hôm nay tìm hiểu chăm sóc răng như thế nào nhé. Now, the first of all, let's learn new words. Look at the picture. They have an appointment. Now, appointment. Cuộc hẹn.
A neck. Min is case. Now, scared. Sợ hãi. And neck. Look at this. What's this? The rug. Rug. Cái khoan. Đây là một cái dụng cụ nằm trong cái phòng mạch nha khoa, trong nha khoa. Grill, cái khoan. Grill, cái khoan. Neck. Loud. To, ầm ĩ. And look at this. A tooth. A cavity. Now, cavity. Cái lỗ sâu răng, chỗ bị sâu răng. And neck. The dentist feel a cavity. Feel a cavity. Hành động này là hành động gì vậy? À, chém chỗ sâu răng. The next one. Afterwards. Sau này, về sau. And neck. A little less là xa xánh hơn của a little. Một ít. Về ít hơn, less nghĩa là ít hơn. Now, repeat after me. Appointment. Scared. Rude. Loud. Cavity. Feel a cavity. Afterwards. A little. Let again. Appointment. Scared. Rude. Loud. Cavity. Feel a cavity. Afterward. A little. Let. Các em ghi chép bài cẩn thận. Các em có thể dừng video lại, chúng ta ghi bài cho nó kịp. Cô mời các em vào phần tiếp theo. Nào, listen then practice with partner. Hoa and Minh talking about. Now, the whole class listen. B. A bad toothache. 1. Listen. Then practice with a partner. Page 110. Oh. What's the matter, Min? I have a toothache. Are you going to the dentist? Yes, I am. I have an appointment at 10:30 this morning. But I'm scared. Why? I hate the sound of the drill. It's so loud. I understand how you feel. But don't worry. Last week, the dentist filled a cavity in my tooth. Were you scared? I was a little scared, but the dentist was kind. She looked at my teeth and talked to me. She told me about my broken tooth. She filled it and made it better. It stopped hurting afterwards. I was very happy. She sounds nice. She is, and she's a very good dentist. I feel a lot better after she fixed my tooth. You're right. I feel less scared now. Thanks, Juan.
You're welcome, Min. Good luck. Ok, các bạn có thể tua video lại, các bạn nghe lại. Nào, để hiểu bài này hơn thì cô giải thích cho các em tiếng Việt nè. Ồ, cái này là tiếng đau rên rỉ của bạn Minh, bị đau răng hả các bạn? What's the matter, Minh? Có vấn đề gì vậy Minh? Có việc gì vậy? Này bạn Hoa hỏi ha. I have a toothache, tôi bị đau răng. Are you going to the dentist? Bạn có dự định đi bác sĩ không? Có, tôi có một cuộc hẹn lúc 10:30 sáng nay. Nhưng tôi sợ. Tại sao? Tôi ghét tiếng kêu của cái khoang, nó quá to. Tôi hiểu cảm giác của bạn, nhưng đừng lo lắng. Tuần vừa rồi, nhân sĩ đã trám cho tôi một cái lỗ sâu răng. Bạn có sợ nó không? Tôi sợ một chút, nhưng nha sĩ thì tử tế. Cô ấy tử tế, cô ấy nhìn cái răng của tôi và nói với tôi là đừng lo lắng. Sau đó, cô ấy trém nó. Tôi hết đau. Một lúc sau đó, tôi cảm thấy tốt hơn. Sau đó cô ấy trém cái răng cho tôi. À, được rồi. Tôi cảm thấy ít sợ hơn. Cảm ơn Hoa. Không có gì Minh. Chúc bạn thành công. À, vừa rồi cô đã dịch qua tiếng Việt cho các em. À, bây giờ chúng ta qua phần answer the question. Now, what is wrong with Minh? Có vấn đề gì xảy ra với Minh vậy? Does Minh like going to the dentist? Minh có dự định đi khám bác sĩ không? How do you know? Tại sao bạn biết điều đó? Why did Hoa go to the dentist last week? Tại sao tuần vừa rồi Hoa đi nha sĩ? What did the dentist do? Nha sĩ đã làm gì? À, chúng ta suy nghĩ và trả lời những câu hỏi này. Các em đọc lại đoạn hội thoại và chúng ta trả lời từng câu. Câu thứ nhất. What is wrong with Minh? Minh có vấn đề gì vậy? À, cô trả lời như sau. He has a toothache. Cậu ấy bị đau răng. Does Minh like going to the dentist? Cậu ấy có thích đi nha sĩ không? How do you know? Và sao bạn biết được điều đó? Cậu ấy thích không các bạn? No. He doesn't. He hates the sound of the reel. Cậu ấy không thích, cậu ấy ghét tiếng kêu của cái khoang. See. Why did he go to the dentist last week? Tại sao Hoa đi nha sĩ tuần vừa rồi các bạn? À, bởi vì cô ấy có bị đau răng. What did the dentist do? Cô nha sĩ làm gì vậy? The dentist filled the cavity in her tooth. Cô nha sĩ trám cái chỗ sâu răng cho bạn Hoa. Câu hỏi vừa rồi cô đã hướng dẫn cho các bạn trả lời. Các em ghi chép bài đầy đủ vào vở.
Chúng ta qua phần cuối cùng là phần homework. Answer the question. Are you scared of seeing the dentist? What should you do to have good teeth? Em có sợ không khi đã đi khám nha sĩ? Và mình nên làm những điều gì để mình chăm sóc răng tốt hơn? Các bạn trả lời hai câu hỏi này cho cô và học thuộc những từ mới ngày hôm nay và đọc lại đoạn hội thoại. Thì em nhớ đọc lại đoạn hội thoại, học thuộc từ và làm hai nhiệm vụ này cho cô. Nào, thank you for your watching.